Minh Huấn xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của HBK. Và hôm nay là những ngày cuối năm của năm 2021 âm lịch rồi, và chúng ta chuẩn bị bước sang năm 2022 âm lịch. Và trong video này thì Huấn xin phép được xin gửi lời cảm ơn tới anh chị đã luôn luôn ủng hộ và tin tưởng HBK, và chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe nhé. Trong video ngày hôm nay, nội dung chính Huấn muốn đưa tới anh chị đó chính là những cái điểm khác biệt, những cái điểm thay đổi trên chiếc xe Toyota Corolla Altis được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về thị trường Việt Nam, mà sẽ bàn giao cho anh chị trong tháng 3 cho tháng 4 năm 2022 này. Tức có nghĩa là ăn Tết xong thì Huấn sẽ giao xe cho anh chị luôn. Tất nhiên rồi, để là những người nhận xe sớm nhất với giá tốt nhất, hãy đặt cọc trước và gọi điện hotline 0394046064 để Huấn được tư vấn cho anh chị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tới những cái điểm khác biệt, những cái điểm thay đổi trên 3 phiên bản của Altis về Việt Nam trong sắp tới. Đầu tiên đó chính là Altis sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan thay vì lắp ráp trong nước như phiên bản cũ 2020-2021. Chúng ta sẽ có 3 phiên bản, đó là phiên bản 1.6e CVT, mức giá bán là 730 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8G, giá bán là 780 triệu. Và phiên bản cuối cùng là phiên bản Hybrid, là phiên bản có mức giá bán là 850 triệu. Đối với 3 phiên bản này thì Huấn đánh giá phiên bản giữa là phiên bản G 780 triệu là phiên bản mà mũi nhọn của Toyota, và họ sẽ bán chiếc xe này mạnh nhất và nhiều nhất tới khách hàng. Một lát nữa thôi Huấn sẽ chia sẻ với anh chị những cái điểm đặc biệt mà có trên tất cả 3 phiên bản này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tới cái điểm đầu tiên, sự khác biệt, đó chính là về thay đổi hoàn toàn về ngoại thất của chiếc xe Toyota Corolla Altis tất cả trên 3 phiên bản khác nhau. Nhìn vào video, anh chị có thể thấy được là cái sự khác biệt đầu tiên đến từ đầu xe, với cái sự thiết kế mới hoàn toàn đầu xe, thay đổi ngôn ngữ thiết kế đẹp hơn, trang bị nhiều cái đường mã chrome hơn, và đặc biệt là phong cách hiện đại cực kỳ sáng tạo của những kỹ sư Toyota đã cho ra một chiếc xe Corolla Altis thế hệ mới hoàn toàn khác biệt so với những phiên bản trước đó. Và cái sự thay đổi này làm cho chiếc xe nó trở nên trẻ trung hơn, hiện đại hơn, thể thao hơn, và giới trẻ như Huấn chẳng hạn hay là những người trung tuổi đều rất thích cái phiên bản này. Chúng ta sẽ có những cái điểm ấn tượng đối với cái cụm đầu xe, đó chính là hai cái cụm đèn hai bên full LED với nhiều cell đèn, và đèn định vị 3000 Daily Light cũng được thiết kế cực kỳ là tinh tế đẹp. Sẽ có thêm hai cặp biến góc ở đầu xe, và chiếc xe này sẽ có tổng cộng là 8 cặp biến. Và đặc biệt nữa là phía đầu xe thì cái logo Toyota to bản, và hai bên nó là hình chữ V, nó cách điệu, nó uốn từ trong ra ngoài, nhìn chiếc xe nó trở nên là sang trọng hơn rất là nhiều. Và tất nhiên rồi, đèn gầm chiếc xe Toyota Corolla Altis này cũng là đèn gầm được trang bị là công nghệ LED, khác biệt hoàn toàn so với cái phiên bản cũ là halogen của năm 2021. Thứ hai nữa là cái sự thiết kế hoàn toàn khác về cái phần hông xe cũng như là phần đuôi xe. Đặc biệt là phần đuôi xe, nhìn từ sau thì cái cụm đèn LED hai bên nó đã thay đổi hoàn toàn rồi, nó khác biệt hoàn toàn rồi, và nhìn cái đuôi phía sau nó đẹp hơn, nó cuốn hút rất là nhiều với 4 cặp biến cũng như là kết hợp cả camera lùi. Và đấy là cái thiết kế ngoại thất. Còn ở phía trong nội thất thì chiếc xe Toyota Corolla Altis này sẽ được thiết kế hoàn toàn khác biệt bởi cái thiết kế màn hình tắp lô này, cũng như là màn hình DVD, cũng như là phần yên ngựa nó copy, cũng như là giống như trên đàn anh Toyota Corolla Cross, về màn hình DVD 7 inch tích hợp Apple CarPlay Android Auto. Và đặc biệt là Huấn có một thông tin nữa là về Việt Nam sẽ được trang bị phanh tay điện tử luôn trên cả phiên bản G và phiên bản Hybrid. Nếu như anh chị đã có cơ hội trải nghiệm chiếc xe Toyota Cross rồi thì chúng ta có thể biết được là thiết kế của chiếc xe Toyota Corolla Altis sẽ giống y hệt lên tới 99% về phần nội thất như chiếc xe Toyota Cross, về phần màn hình trung tâm cũng như là vô lăng, và kể cả ghế da nữa, thiết kế ghế da cũng cực kỳ là cơ bắp và rất là đẹp, cuốn hút. Nói đến đây thôi thì anh chị có thể thấy được là cái sự trang bị nhiều cái công nghệ an toàn cũng như là nhiều cái thứ xịn sò nhất mà Toyota họ đã mang lên chiếc xe Toyota Altis này. Và mong muốn của Toyota trong năm 2022 này là Altis sẽ là trở thành một chiếc xe trong phân khúc C bán chạy nhất phân khúc, với đối thủ là Mazda 3 và Kia Sorento. Một cái thay đổi tiếp theo mà Huấn muốn chia sẻ với anh chị đó chính là trên phiên bản 1.8G và phiên bản Hybrid sẽ được trang bị công nghệ an toàn Safety Sense. Vâng, không nghe nhầm đâu ạ. Vâng, tất cả những công nghệ an toàn Safety Sense bao gồm cảnh báo lệch làn đường, tiền va chạm và Adaptive Cruise Control sẽ được trang bị trên phiên bản G và phiên bản Hybrid. Với công nghệ này thì chúng ta có thể là hoàn toàn lái xe một cách cực kỳ tự tin, đặc biệt là đối với anh chị có những cái cuộc hành trình dài trên cao tốc chẳng hạn, thì chỉ cần set cái tính năng giữ làn và Adaptive Cruise Control thì xe sẽ tự động lái thôi.
một cách nhẹ nhàng và giúp cho chúng ta một cái khoảng thời gian cực kỳ là thoải mái và yên tĩnh để lái xe. Đấy là những cái điểm nổi bật nhất trên chiếc xe Altis sắp tới sẽ về thị trường Việt Nam. Với cái sự ra mắt lần này thì chúng ta sẽ có 3 phiên bản, và đối với anh chị thích cái sự công nghệ, thích cái sự thay đổi mới hoàn toàn thì hãy lựa chọn phiên bản G. Còn nếu chúng ta muốn tiết kiệm tiền, muốn một chiếc xe mà vừa đẹp, vừa sang trọng, cũng không kém phần lịch lãm thì hãy chọn bản E-CVT. Còn nếu như anh chị là một người yêu môi trường và chúng ta không lo ngại về vấn đề tài chính, muốn một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu chỉ rơi đâu đấy tầm khoảng 4 lít trên 100 km thôi, thì Hybrid phiên bản 850 triệu là phiên bản cực kỳ tuyệt vời để chúng ta lựa chọn rồi. Và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ với chị cả 3 phiên bản cũng như là chương trình bán hàng trong năm 2022 này. Và nếu anh chị muốn nhận đặt xe, muốn là những người đặt sớm nhất, muốn là những người mua xe sớm nhất và được ưu đãi nhiều nhất, hãy gọi hotline 0394 04664 để Huấn để được tư vấn cho anh chị và đặt xe cho anh chị nhé. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong những video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điểm hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe Toyota.